các vị khán giả của Vinh Phúc Sân. Hôm nay anh em chúng tôi lại ngồi gặp nhau ở đây thì chúng tôi có làm một clip ngắn để nói chuyện với anh chị em và các bạn. Thì trong thời gian vừa qua thì mọi người theo dõi chủ yếu là theo dõi về cái bọn chống cộng mõm, chống cộng cứu cơm ở bên Mỹ. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi muốn nói chuyện với anh chị em và các bạn về mấy cái thành phần, một cái ổ nhóm phản động ở bên Đức. Trong đó nổi cộng lên là có 4 tên, một hội nhóm chúng sang bên đó là có 4 tên là chúng tụ hợp với nhau. Thứ nhất là Nguyễn Văn Đài. Nguyễn Văn Đài thì ở Việt Nam chúng ta ai cũng biết về Nguyễn Văn Đài rồi. Vì sau cái đợt mà được sang bên Đức ấy, thì Nguyễn Văn Đài đã tụ hợp là có 4 thành phần. Một là Khoa, tên Khoa Khắm. Khoa Khắm thì gọi là tự xưng là một nhà báo ai cũng biết rồi. Thì nhà báo này chuyên môn xuyên tạc bịa đặt ở bên Đức từ nhiều năm nay. Hiếu Nguyện cũng thế. Hiếu Nguyện này thì có cái nickname là Người Buôn Gió. Thì chắc là anh em mà những người mà lên trên cộng đồng mạng này thì chắc cũng rất nhiều người biết về cái tên Hiếu Nguyện này. Thì nó là ở Việt Nam đã rất nhiều lần bị bắt đi cai nghiện. Ở Việt Nam chúng ta thì ai cũng biết. Và khi coi như là sang bên Đức thì cũng tụ họp cùng với Nguyễn Văn Đài, cùng với Khoa Khắm. Còn mấy một cái nickname nữa tên là Hoàng Tuấn Bạch. Đấy là 4 tên này là chúng tụ tập với nhau. Đấy mà Hoàng Tuấn Bạch thì đã rất nhiều lần định hẹn tôi lên để tranh luận. Nhưng mà Hoàng Tuấn Bạch thì có vào theo tôi dõi tôi rất nhiều lần, có comment ở chỗ những lúc tôi live stream. Nhưng mà tôi bảo Hoàng Tuấn Bạch để tranh luận tôi thì Hoàng Tuấn Bạch hoàn toàn chưa dám tranh luận với tôi về vấn đề tình hình đất nước. Và 4 cái thành phần này thì hiện tại bây giờ đang tụ tập ở Đức thành một ổ nhóm. Và coi như là chuyên môn mở những diễn đàn xuyên tạc về đất nước Việt Nam, nhất là những ngày đại hội đảng sắp tới của Việt Nam. Thì 4 cái thành phần này liên tục đưa ra những tin tức sai lệch, thổi phồng bóp méo xuyên tạc đặc sật về đảng và nhà nước ta. Nhất là nộng ngôn nhất là Nguyễn Văn Đài. Nguyễn Văn Đài là một tên đã ra bên nước ngoài, nổi cộng lên là một tên chùm sỏ trong cái hội anh em dân chủ ở trong đất nước Việt Nam. Và Nguyễn Văn Đài là thở dở ra một cái thói lưu manh thực sự của mình ở bên Đức, và dẫn dắt những cái hội như Hiếu Nguyện và Khoa Khắm và cái tên Hoàng Tuấn Bạch này là để cách theo cách chống phá và tuyên truyền về đất nước Việt Nam là thành lập những hội nhóm nọ hội nhóm kia để chống phá nhà nước. Và Nguyễn Văn Đài nên giao giảng tuyên truyền dạy cho những thành phần chống phá cách chống phá đất nước Việt Nam và cách làm sao lật đổ cộng sản. Nhưng mà tôi nghĩ khả năng là Nguyễn Văn Đài thì không có khả năng làm được vấn đề này, vì Nguyễn Văn Đài nói ra là tuyên truyền sai lệch sự thật, tuyên truyền xuyên tạc sự thật, tuyên truyền chống phá nhà nước một cách rõ nét như vậy, thì những người nghe người ta cảm thấy rằng Nguyễn Văn Đài hoàn toàn là không nói đúng sự thật. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là nhìn lại là ở cái nickname của cái kênh của Nguyễn Văn Đài đấy, là cái kênh gì đấy, thì là có hơn 50.000 người đăng ký, nhưng trong đó có một số thành phần bao que, còn như rất nhiều người ta vào người ta chỉ là người ta xem trong Nguyễn Văn Đài nói gì thôi. Chứ thực tế ra là Nguyễn Văn Đài nói rằng là tôi có hơn 50.000 người theo dõi thế này, là mỗi một người thành lập ra một hội nhóm, mỗi hội nhóm chỉ cần 5 người thôi thì cái số lượng này nó sẽ lên rất nhiều người, có hàng 300.000 người để chống phá cộng sản, thì chống cộng sản ngay sụp. Nhưng thử hỏi rằng là Nguyễn Văn Đài, mỗi một lần Nguyễn Văn Đài live stream được bao nhiêu người xem? Mỗi một lần Nguyễn Văn Đài đưa lên một bài lên YouTube được bao nhiêu người xem? Được hơn 1.000 người xem. Và nhiều người xem đó phải khẳng định rằng là có 3/4 là người yêu nước, người ta vào xem Nguyễn Văn Đài nói gì thôi. Còn những cái thành phần, một số cái thành phần chống phá là những thành phần ở bên ngoài nước Việt Nam, một số là ở bên Mỹ, còn một số thành phần dân chủ cuội ở trong nước thì nó là rất ít. Mọi người nhìn thấy rằng là ngay trong nước đất nước ta đây này, những thành phần dân chủ cuội nối cộng lên có được bao nhiêu người, có được bao nhiêu người đếm trên đầu ngón tay, cùng nắm được vài chục cái bà dân oan ở ngoài đường. Đấy, dân oan đang biểu tình ngoài đường gì được vài chục người, cộng với một số những thành phần mà giấu mặt, chỉ lên YouTube giấu mặt comment, bao nhiêu người? Tôi đã khẳng định là không được bao nhiêu người cả.
không đáng được bao nhiêu người đó cả. Mà những người đó toàn là những cái thành phần như vậy, làm xe ôm hay là đi làm hồ, hay là những thành phần có nhiều bất mãn, một số những thành phần bất mãn nào đó với xã hội dù vì rằng hay ăn lười làm, thì họ vào để ủng hộ Nguyễn Văn Đài thôi. Còn ngoài ra những người ta công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, hàng ngày người ta kiếm sống cuộc sống ở gia đình người ta làm gì có cái suy nghĩ như Nguyễn Văn Đài được. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là Nguyễn Văn Đài không có khả năng để làm gì được trong đất nước Việt Nam. Tôi nhìn trong cái xã hội ở đất nước Việt Nam của chúng ta, mọi người đi khắp nơi, ngoài một số cái ổ nhóm như là ở Thái Hà, có một số thành phần ở trong cái nhà thờ, ở khu nhà thờ Thái Hà, một số thành phần ở Dương Nội thì bị bắt những tên đầu sỏ rồi, còn một vài ba cái thành phần khác không đáng, một số ở Đồng Tâm thì bây giờ là không còn ai dám chống phá nữa rồi, còn một số những thành phần mà những nickname ở trên Facebook ấy mà giấu mặt ấy, từ trong Nam đến ngoài Bắc này thì mọi người thử xem được bao nhiêu người đâu, không đáng được bao nhiêu người cả. Chính vì vậy cho tôi nghĩ là Nguyễn Văn Đài nói ra những cái thành phần này, nói ra như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái thực hiện ước mơ của Nguyễn Đài thì không bao giờ có được. Và chính những cái hội như Khoa Khám Hiếu Nghiện, dù rằng có nói lên là những cái tiếng nói một thằng nghiện ở đất nước Việt Nam mà đã từng đi, phải đi cai nghiện bao nhiêu lần rồi, trong khi đó bây giờ ra nước ngoài là làm cái nickname người buôn gió rồi cũng viết lên, nói lên xuyên tạc bừa bãi, nói ai ta nghe. Bây giờ những người đứng đắn thì có nghe những người như Hiếu Nghiện không? Hoặc như là cái tên Khoa Khám này không? Chỉ là một tên vớ vẩn rồi ra đấy tự xưng là một nhà báo. Ở đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ hoặc là trên thế giới này, ai cũng có thể làm nhà báo được. Ai cũng lập lên một cái Facebook rồi cũng có thể là truyền tải những thông tin rồi tự cho mình là những nhà báo nọ nhà báo kia được. Cục Khoa Khám cũng vậy thôi. Tôi nghĩ cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng, cái quan trọng là người dân người ta muốn nghe những cái thông tin chính thống của nhà nước, những thông tin chính thống của các chính phủ của các nước trên thế giới, đó mới là thông tin chính thống. Còn tất cả những thông tin bên ngoài thì chỉ là thông tin vớ vẩn đó, không được kiểm chứng, nó không có độ chính xác. Ngay cả bên Mỹ mọi người nhìn thấy rằng này, những thông tin của những nhà báo bao que hoặc những người Facebook như ví dụ như là Nửa Vòng Trái Đất hay là Phobosa TV chẳng hạn, thì đó không phải là những nhà báo chính thống, mà chỉ là họ truyền tải những thông tin, có thể đó là những thông tin sai lệch, mà cũng có thể là những thông tin chưa kiểm chứng. Họ nghe được là họ đưa lên. Đấy, có vậy thôi. Thì bọn ở bên Đức cũng vậy, bốn cái tên này ở bên Đức cũng vậy. Chúng chẳng qua là chúng muốn làm giảm uy tín của nhà nước Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam. Nhưng mà thực sự là những thông tin chúng đưa ra hoàn toàn là bịa đặt. Ví dụ như mọi người trong nước, đất nước ta vừa rồi, chúng ta phải hiểu rằng cái vụ Đồng Tâm thì ai cũng hiểu rồi, ai cũng biết. Hiện tại bây giờ là hồ sơ và kết luận của thanh tra, của ban chuyên án, người ta đã lập ra một cái kết luận rõ ràng, chuẩn bị đưa ra tòa. Tất cả mọi thứ đều được sáng tỏ. Theo thông tin chính thống, theo thông tin điều tra, tất cả những thông tin điều tra đó là người ta phải nói có sự thật và có những bằng chứng, nhân chứng cụ thể. Ví dụ như là những thành phần mà thực hiện ở trong cái nhà Lê Đình Kình đó, có mặt ở trong đó, trực tiếp ở trong đó. Đấy, mà họ là những người chứng kiến, họ nói ra cái gì, họ phát biểu câu nào ở trong đó, người ta nói đều đã được sáng tỏ hoàn toàn ở trên cái hồ sơ điều tra như vậy. Đó là thực tế. Vậy thì bọn Nguyễn Văn Đài này và một số những thành phần chống cộng này, những thành phần chống cùng mõm này, những tổ chức ở hải ngoại này, họ xuyên tạc bịa đặt, hoàn toàn nói sai đi sự thật. Nói sai sự thật. Họ hiện tại bây giờ mục đích của những thành phần này nó đang chống phá đất nước Việt Nam của chúng ta, nó đánh vào cái nền tư pháp của đất nước Việt Nam của chúng ta để là giảm đi cái uy tín của nền tư pháp. Đành rằng là có, trong đất nước nào cũng vậy, một đất nước nào cũng vậy, có cái sai sót. Kể cả Mỹ cũng thế thôi, hiện đại và văn minh như Mỹ cũng thế, có những cái sai sót chứ. Mọi người nhìn xem cái xã hội Mỹ bây giờ cũng thế thôi, mọi người nhìn xem, nó có cái sai sót chứ. Và Việt Nam ta cũng thế, nhưng mà không phải là những cái gì là cái thực tế thì người ta phải có cái quyết định, người ta xem xét đầy đủ những ý kiến và những thông tin thực tế người ta mới quyết định được, chứ không phải nói bừa nói bãi được. Cho nên là những cái thành phần này tôi nghĩ rằng là
dù chúng có dù cái hành động chống phá đến đâu đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ bị thất bại hoàn toàn vì người dân Việt Nam chúng ta không nghe. Bản thân Nguyễn Thị Tâm là người sống ở Dương Nội, mọi người nhìn thấy ở cái trường hợp như Dương Nội dân oan bao nhiêu năm nay, nhưng mà đó là chỉ là mọi người nhận xét ra, nhìn ra là càng ngày thì chúng càng lộ mặt, đó là cái bọn dân tham và chúng đi chăn dắt những bọn dân oan. Trường hợp rõ ràng là chúng tôi đã nhìn là những người đi tìm hiểu, đi theo sát chúng từng bước một cho chúng hiểu được, chúng tôi hiểu được chúng làm những cái gì. Tôi hỏi mọi người rằng Nguyễn Thị Tâm lấy tiền đâu để mua bạc, rồi mua gạo, mua nước, mua thức ăn thực phẩm cho cái bọn mấy chục người dân oan, 30 người dân oan. Bản thân thân một gia đình bây giờ hai vợ chồng nuôi hai đứa con còn khó, lại còn nuôi thêm 30 người dân oan nữa. Thì tôi hỏi rằng là Nguyễn Thị Tâm lấy tiền đâu ra? Nguyễn Thị Tâm có khả năng gì để mà lấy tiền để nuôi thêm mấy chục người dân oan ở ngoài đường như vậy? Mà mỗi lần công an đến thu bạc, thu đồ thì Nguyễn Thị Tâm lại coi như là cho tiền cho những người đó để những người mua lại những cái bạc, cái đồ đó. Ví dụ như là những người nằm ngoài đường mà bị bọn ăn cắp nó đến, nó ăn cắp mất cái điện thoại thì Nguyễn Thị Tâm lại tài trợ tiền để cho họ mua cái điện thoại để họ live stream. Đấy, vì họ mất cái điện thoại họ không live stream được, để họ bêu xấu được thì Nguyễn Thị Tâm lại cho tiền họ để mua cái điện thoại để họ live stream. Tôi hỏi mọi người là ngay bản thân chúng ta, những anh em chúng ta là những người thân chơi thân với nhau đây, những người có điều kiện chứ, rất nhiều người có điều kiện chứ, nhưng còn chưa cho tiền nhau để mua được cái điện thoại thì làm gì khả năng của Nguyễn Thị Tâm có tiền để cho những người dân oan đó mua điện thoại để live stream, hoặc là cho người ta tiền để mà mua bạc, mua đồ, mua đạc các thứ. Thì rõ ràng Nguyễn Thị Tâm lấy tiền đâu ra? Mọi người tự hiểu vấn đề này. Cái mục tiêu của bọn chống phá ở nước ngoài là họ dùng Nguyễn Thị Tâm, hay là dùng những thành phần như Dũng Vô Va hay một số những thành phần khác để chăn dắt cái bọn dân oan, chăn dắt bọn dân. Mục tiêu của chúng là bọn dân oan này muốn có tiền thì phải đi biểu tình, phải đi chống phá thì sẽ có tiền để mà kiếm sống. Hàng ngày chúng vẫn nhận tiền, nhận lương, chia nhau tiền, chia nhau lương. Mọi người thấy là chúng tôi đã từng đưa ra những clip bằng chứng rõ ràng là chúng chia tiền cho nhau như vậy. Có nghĩa là mọi người phải hiểu là như thế nào, thì tất cả những người trong nước và ngoài nước hãy lên đánh giá kỹ về những thành phần này, nhìn chung về mục đích của bạn này nó là ra sao. Người dân Việt Nam, tôi khẳng định mọi người là rất nhiều người là người ta rất căm phẫn cái bọn này, người ta muốn đánh bọn này cho bọn này một trận, nhưng vì công an và chính quyền Việt Nam người ta không cho làm như vậy, người ta không cho làm như vậy. Cái quan trọng nhất là chính phủ và nhân dân Việt Nam người ta muốn là bảo vệ cái tính mạng và sức khỏe của người dân. Còn tất cả những thành phần oan đó là họ có muốn kêu oan nhưng họ không có bằng chứng, thì rất nhiều lần những người cán bộ người ta đã ra, người ta giải thích, nhưng bọn này rất khoát không nghe, rất khoát không nghe. Người ta giải quyết cho họ, họ cũng không nghe, họ cố tình oan để họ chống phá. Đấy, đây là cái mục tiêu của bọn họ như thế. Ngày hôm nay là tôi lên đây tôi nói chuyện mọi người như thế, một số cái câu chuyện thêm. Mọi người mà muốn nghe về những cái vấn đề chống bọn dân chủ cụi và chống bọn chuyên tạc phá hoại đất nước, bọn ba que dân chủ ấy, thì hãy vào kênh Trần Siêu Hà Nội của tôi đăng ký và xem. Tôi ở trên đó có rất nhiều bài nói về bọn dân chủ cụi và bọn ba que hải ngoại này. Xin chào, cảm ơn mọi người, hẹn mọi người clip sau. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người